một chiều bên dòng sông Lam. Anh gọi em cô gái lai đò, chuyến đò chiều đưa anh sang sông. Anh thầm thương cô gái lai đò. Giữa thời điểm mà kinh tế khó khăn đấy các bạn, giá cả ve chai nó còn xuống đeo dốc, nhưng mà cuộc sống đấy các bạn nhìn không, mình vẫn đi mua bán đấy các bạn. Nói chung có ngày được ngày không, nói chung sáng giờ cũng mua được một mớ đồ đấy các bạn. Nói chung như vậy, như thế này là cùng có cơm có gạo cho vợ con này các bạn ơi. Cuộc sống mà chúng ta phải cố gắng thôi các bạn. Đây là ở Long Giao, Nhân Nghĩa. Ai mua én cổ bán nha, liên hệ nhân vé chai nha, bao tin toàn tập nha cả nhà. Một điều ý kiến nha cả nhà, tuyệt. Đây ông chủ Thành. Cái này là nhà thờ đá là dầu dây. Đúng rồi. Cái này là 1900 mấy? Lẻ sáu. 1906. Mình đi mua ve chai về đến dầu dây các bạn này. Các bạn nhìn đồ cổ này, thời cổ này. Ngày sau này, cái sau này còn mấy chục năm đang dùng. Không, cái sau này cũng mới thôi. Vậy à? Khi mà xây dựng trường tới giờ là họ mới làm lại cái sau này thôi. À, trường đây là hả? Trường tiểu học đây hả? Là trường mầm non. À, đây là bỏ luôn. Bỏ rồi. Lâu có su ngoài đó với lại cái chỗ nhà trẻ, mấy nhà trẻ của gì đó đây hả? Nhà trẻ này thì nói chung cũng xây sau những nhà thờ này là nhà thờ lâu quá hả? Đúng rồi, 1906 tới giờ. Ơi, lâu quá, lâu luôn. Đây là tiệm sửa xe anh Dũng đây các bạn. Mình ở dưới là Long Khánh về đây rồi. Cái nhà thờ này gọi là nhà thờ cổ luôn rồi đấy chứ. Đấy, tháng giờ cũng mua được mớ ve chai đây các bạn. Đấy, cuộc sống đâu vậy các bạn, kiếm sống qua ngày thôi. Vậy là mình đã về đến nhà đây các bạn. Đấy là ve chai các bạn, hôm trước mình mua đấy các bạn. Đấy, rất nhiều ve chai nhé các bạn. Này, giá cả xuống nên mình chưa bán. Đấy, còn đây là chuyến hàng này sáng nay các bạn. Đấy, sáng nay mình đi mua hàng về đây các bạn. Nói chung chuyến hàng này á, so với ngày thường trước đây á thì nó không bằng. Nhưng mà với thời điểm mà kinh tế khó khăn như hiện nay á thì mình nói các bạn rằng là mua bán như thế này là được đấy các bạn. Nói chung là cuộc sống với mình cảm thấy là nó thế là vừa đủ rồi. Chào các bạn nhá. Thì sáng nay mình vừa đi mua chân hàng về các bạn, giờ thì hơn 1 giờ rồi các bạn. Nói chung thời gian đi làm thì cũng không lâu dài đâu các bạn, bởi vì mình buôn bán lâu rồi, cũng có mối mang nên là thời gian cũng không phải làm cả ngày. Thì với thời điểm kinh tế khó khăn hiện nay và giá cả ve chai đang ngày càng là xuống dốc thì nói chung mua bán á thì nói chung là có ngày được ngày không. Nói chung nghề ve chai này thì nếu như ai làm lâu rồi á thì về vấn đề mà cơm áo càng tiều gạo, cơm áo gạo tiền hàng ngày á thì không phải lo lắng gì cả, bởi vì công việc thì như các bạn đã biết rồi. Như mình đi mua bán hàng ngày, nếu như mình đi là có tiền. Nói chung nhiều hay ít thì mình chưa nói, nhưng mà đủ để trang trải cho cuộc sống là hàng ngày thôi. Bởi vì tiền thì không biết thế nào là đủ, nhưng mà mình cảm thấy cuộc sống của mình không phải là nợ nần, rồi không phải lo cái ăn cái mặc, như thế là ok rồi các bạn. Thì thời gian qua mình làm kênh YouTube nhân ve chai á thì cũng được rất nhiều các bạn là quan tâm ủng hộ. Thì bên cạnh đó thì cũng có một số người này vào là cùng chê bai mình, rồi nói mình là nghề ve chai có gì đâu mà phải chia sẻ, rồi nói dài quá, không chú trọng về những cái thực tế giá cả. Thì nhân đó các bạn rồi, con người không ai hoàn hảo, kể cả bản thân nhân cũng vậy thôi. Nhân nói với mọi người rằng nhân không phải là người tài giỏi gì cả, nhân cũng là chỉ một người nông dân thôi, cùng học kết 12, gọi là xóa mù chữ. Thì cuộc sống thì là không được học đến nơi đến chốn, rồi cũng không có bằng cấp đại học, và cũng phải đi theo làm nghề ve chai này cũng được mấy năm này, mười mấy năm rồi.
Nhưng mà cuộc sống mọi người thì người ta thường nói mà, mùi hoa mùi cây mùi cây mùi hoa mùi nhà mùi cạnh, không ai giống ai. Thì quan trọng là chúng ta biết cái cách chia sẻ lên trên mạng xã hội này để cho mọi người biết được cái hay cái đẹp, biết được cách kiếm tiền như thế nào, đó là mấy cái cốt lõi. Còn hơn nhau ở lời nói hay là hơn nhau ở cái bàn phím thì đối với nhân thì nhân chả quan tâm. Nói chung đối với mọi người không biết, chứ đối với nhân á, những người nào mà vào chê bai nhân thì nhân đều cảm ơn, bởi đó là những người thường chê bai mình, đó là những người vào họ là vì thua thiệt mình, họ thua thiệt mình thì mới chê bai mình thôi. Chứ nếu mà họ mà biết cách chia sẻ, cách kiếm tiền thì họ không bao giờ là chê bai mình cả. Nên mọi thứ đối với nhân diễn ra trong cuộc sống này không có gì là phải là to tát cả. Các bạn nói thế nào cũng được, nó cũng không ảnh hưởng chỉ đến cuộc sống của nhân. Nói chung buôn bán nghề của nhân vẫn diễn tiếp hàng ngày, cuộc sống của nhân cũng không phải là đi xin sổ gì ai cả. Đấy, từ nhân hai bàn tay trắng làm lên, thì lúc các bạn á mà làm lên sự nghiệp hoặc là làm lên có chủ vị thế trong cuộc sống thì chúng ta cũng phải đều học hỏi những người đi trước. Thì chẳng hạn như mình đây là những người đi trước, mình cũng học hỏi những người trước nữa. Rồi bây giờ mình biết được những cái gì về ve chai thì mình chia sẻ lên kênh YouTube này để cho mọi người biết, mọi người có thể vận dụng vào đi mua ve chai để kiếm tiền, hoặc mọi người xem lấy mình là một người là vượt lên từ cái nghèo, từ người nông dân mà biết cách buôn bán để cho cuộc sống nó không vất vả, không phải là lo cái ăn cái mặc. Thì đó là như thế thôi, chứ thực tế thì cuộc sống mọi người biết rồi, không ai là hoàn hảo, mình đã từng nói rồi. Nên thì thôi, dù sao thì các bạn vào xem video cho mình thì các bạn chê bai mình thì đó cũng là cái động lực để cho mình hoàn thiện về bản thân hơn thôi. Thì qua buổi chia sẻ về mua ve chai hôm nay á, thì mình có đôi lời gửi gắm đối với những người là hay chê khinh bỉ người khác thôi. Khinh bỉ hay chê bai hay này kia thì nhân nói các bạn là đừng hơn nhau à, là tiếng tiếng nói. Mà nếu các bạn hơn nhau á, đó là các bạn phải biết cách kiếm tiền và biết cách chia sẻ lên cho mọi người học hỏi để mọi người là kiếm tiền thôi. Chứ mà cuộc sống thì nói chung nó muôn màu muôn vẻ lắm. Người ta thường nói trâu buộc ghét trâu ăn, người ta con gà hơn nhau tiếng gáy, phải thua nhau là tiếng gáy, ghét nhau tiếng gáy đấy. Nên thì thôi, ai nói gì nói, việc liền mình vẫn làm, không có ảnh hưởng gì đến cuộc sống của mình là được, phải không các bạn? Chúc các bạn vượt qua những gì khó khăn trong cuộc sống ra nhé.